Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 26 tây tháng 11 nha anh em. Rồi, hôm nay thì tiếp tục em lên cho anh em là 31 lô anh em. Hôm nay lên tầm khoảng 31 lô anh em. Hàng hôm nay mới về anh em ơi. Hàng mới về, mấy hôm nay thì hàng về tấp nập nha anh em. Rồi, hôm nay thì em phân ra cho anh em được 21 lô. Rồi, hôm nay thì hàng mới về cho nên là lên like hơi trễ anh em ơi. Rồi, em vô lô đầu tiên. À, em nói thể lệ mua bán của em đi. Thể lệ mua bán của em là anh em nào chốt đơn thì hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em á, 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cà Đỏ, Cần Thơ anh em. Còn máy trên đây thì em sẽ bao giật hơi tốt ha. Bao giật hơi tốt và bao đủ đầu bò chén kẹp. Tay lái thì là tay lái dài thì để tay lái dài anh em, tay lái tròn thì để tròn nha. Bao cho anh em là đủ đồ trên con máy nha anh em. À, giật hơi tốt nha anh em. Rồi giá trên đây thì là giá sỉ, giá sỉ giá rẻ rồi cho nên là không có bao xếp nha anh em. Không có bao xếp. Cộng xếp giùm em. Rồi em vô cái lô đầu tiên là lô G2K bình sân trên nha anh em. Đây lô G2K bình sân trên. G2K bình sân trên nha anh em. Con này thì nó hơi, cái tâm nó hơi bị chốc nha. Chốc nước sơn thì em bớt tiền cho anh em ha. Em bớt tiền về anh em chà ra sơn lại nha anh em. Mấy cái tâm này nè. Rồi lô số 1 thì là G2K bình sân trên nha anh em. Lô này 4,5 triệu ha, bớt 100 ngàn, còn 4,4 triệu nha anh em. 3 cây ha, 1,5 triệu cây. Bao giật hơi tốt nha anh em, cái tâm xấu bớt 100 ngàn nha. Bình xăng lớn bể thì em sẽ tặng kèm bình xăng nha anh em. Rồi lô này thì tay lái là tay lái dài hết luôn. Tem mát đầy đủ nè, cơm mát su. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn ha. Đây cơm mát su 26 nha anh em, 26 G2K 26 dòng máy cơm mát su nha anh em, bình sân trên. Rồi 1,5 triệu một cây, bớt 100 ngàn, còn lại 4,4 triệu nha anh em. G2K bình sân trên. Lô số 2, lô số 2 là con máy, con máy này là con Echo nha anh em. Echo siêu to khổng lồ, con này là 343 ha, còn cực kỳ đẹp anh em ơi. Còn nguyên zin đất Nhật nha anh em. Đây cái này đây. Đó, em lao sơ qua cái là nó búng hới anh em. Rồi con máy này thì 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu ha. Cái này nó bể nha anh em. Chỗ này bể đây, em bớt cho anh em 100 ngàn ha. Còn lên 1,4 triệu nha anh em. Đây cái này nó áo vô này nó bể nha. Em bớt cho anh em 100 ngàn luôn. Rồi con số 2 này 1,4 triệu. Con này là nòng 36 ly nha anh em. Echo 343 bình sân trên. Con này là cần lắp xay luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn ha. Echo 343, con số 2 1,2 triệu, 1,4 triệu nha anh em. Con số 3 là con Shindewa. Shindewa có đề nha anh em, Shindewa có đề ha. Con này nòng 32 ly nha anh em. Tay lái là tay lái dài ha, con số 3 700 ngàn. Tay lái dài Shindewa. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Shindewa con số 3 700 ngàn nha anh em. Lô số 4 là hai con Kawasaki TD33. Hai con này thì còn cực kỳ mới luôn anh em ơi. Nước sơn à, nước sơn mà còn bóng hới gì là phải nói con máy nó mới cỡ nào. Cực kỳ mới luôn nè, xăng của Nhật còn luôn nha anh em. Cái nắp xăng này nó bị bể rồi, em tháo ra nha anh em. Anh em nào chốt thì em tặng kèm nắp xăng luôn. Máy về mà còn xăng của Nhật luôn. Còn cực kỳ đẹp ha. Rồi hơi hám ngon lành nha anh em, Kawasaki TD33. Máy là phải nói còn cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Cái ốp da của nó mà còn đẹp đây. Cái ốp da nó còn đẹp luôn. Rồi tay lái của lô này là hai cái tay lái dài nha anh em. Hai tay lái dài ha, bị mất hết cái rồi, em sẽ bù cho anh em đầy đủ. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Hai con này là 2,4 triệu nha anh em. 1,2 triệu cây, hai cây 2,4 triệu ha. Bao giật hơi tốt nha anh em. Bao giật hơi tốt ha. Lô số 4 Kawasaki TD33 1,2,4 triệu. Còn cực kỳ đẹp luôn. Bình xăng trên nha anh em, bình xăng phao. Bình xăng mà còn luôn nè. Xăng của Nhật còn luôn nha anh em. Còn đây là con Shindewa có đề. Shindewa có đề nha anh em, 700 ngàn ha. Echo 343 G2K nha anh em. G2K
Rồi tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 là lô Mitsu TL20 nha anh em. Mitsu TL20. Rồi lô này thì 850 ngàn cây ha. TL20 nha anh em. Đều là tum gời hết luôn, đều là tum gời hết luôn. Bao giật hơi tốt nha anh em, bao giật hơi tốt. Rồi Mitsu TL20 850 ngàn cây, 4 cây 3,4 triệu, bao giật hơi tốt nha anh em. Rồi lô này đặc biệt luôn, tay lái là tay lái tròn hết nha anh em, tay lái tròn hết luôn. Rồi đầu bò chắn kẹp thì em sẽ bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 5 TL20 850 ngàn, giật hơi tốt nha anh em. Lô số 6 là hai con Gobin 4 thì. Hai con Gobin 4 thì nha anh em. Gobin 4 thì. Lô số 6 ha, 2,3 triệu, 1,1 triệu 50 cây. Hơi hám ngon lành nha anh em, giật hơi tốt ha. 2,3 triệu 2 cây. Gobin 4 thì, đầu bò chắn kẹp theo bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 6, 2,3 triệu, 1,1 triệu 50 cây. Lô số 7 anh em, TD33, TD24, Kawasaki, TD24 ha. Rồi 600 ngàn cây anh em, tum là tum gời hết luôn ha, tum là tum gời hết luôn. 600 ngàn cây, 3 cây 1,8 triệu. Bao giật hơi tốt, tay lái là tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp theo bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 7, 1,8 triệu anh em, 3 cây, 600 ngàn cây. Lô số 8 là Tanaka chữ A. Tanaka chữ A nha anh em. Rồi lô này thì bao đủ đồ cho anh em luôn ha. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Tay lái dài hết luôn. Tem mát đầy đủ nè. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ cho anh em luôn ha. Rồi lô này 550 ngàn cây, 6 cây 3,3 triệu nha anh em. Tanaka chữ A. Lô số 8. Hơi hám ngon lành hết nha anh em, giật hơi là tốt hết ha. Bao đủ đồ, bao giật hơi tốt luôn nha anh em. Lô số 8. 550 ngàn một cây, Tanaka chữ A. 550 ngàn cây, tay lái thì bao đầy đủ cho anh em luôn. 550 ngàn anh em, 6 cây 3,3 triệu ha. Tiếp theo là lô số 9. Lô số 9 thì con Makita anh em, Makita 2006 ha. Con này phải nói là cực kỳ mới luôn nha. Cực kỳ mới luôn nha anh em. Bóng hới luôn. Rồi Makita 2006 anh em. Con số 9 này là 1 triệu ha. 1 triệu, tay lái là tay lái dài. Đây Makita 2006. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ luôn cho anh em ha. Con này phải nói là cực kỳ mới anh em ơi. Bình xăng lớn là trắng sáng luôn. Bình xăng lớn trắng sáng luôn. Bù. Rồi con này lồng 34 ly nha anh em. Con số 9 1 triệu. Rồi lô số 10 anh em, TD18, TG18, TG20. Rồi lô này thì anh em về lấy cần lấy láp là bao ngon luôn nha anh em, bao phê luôn. Lô này là tum gời, đa số tum gời hết nha. Chỉ có hai con tum liền, hai con tum liền. Có một con là cần câu anh em, có một con là láp cần câu ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 10, 500 ngàn cây, 8 cây 4 triệu anh em. 8 cây 4 triệu ha. Lô này là lô số 10 nha anh em, 500 ngàn cây, 8 cây 4 triệu. Tum là tum gời hết nha anh em, nội bộ tum gời thôi là thấy cũng 350 400 ngàn rồi. Lô này 500 ngàn cây nha anh em. 500 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 10. Ở lô số 11. Lô này là hai con Echo anh em. Echo 22 và Echo 26 ha. Lô số 11. 1,5 triệu 2 cây, 750 ngàn cây anh em. 750 ngàn một cây. Tay lái là hai cái tay lái dài hết ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ nha anh em. Lô số 11. Echo xanh 1,5 triệu 2 cây. Một con 26, một con 22. 750 ngàn cây anh em. 750 ngàn cây. Rồi ở ngoài này là một con Magu 320 anh em, nồng 38 ly ha. Nồng 38 ly. Rồi con này em bán cho anh em 1,6 triệu. Cái áo nó hơi bị bạc nha anh em. Thường con máy này là 1,8 triệu ha. Thường con máy này là 1,8 triệu. Cái áo nó hơi bị bạc rồi cho nên em bán cho anh em 1,6 triệu luôn. Con này là Magu 32 nồng 38 ly nha anh em. Nồng 38 ly. Tum là tum gời ha. Tum thì là chưa chóc sơn luôn anh em ơi. Còn cực kỳ đẹp luôn, bóng hới luôn nè. Rồi con này là 1,6 triệu anh em. Đầu bò chắn kẹp thì em bao đủ cho anh em luôn. Rồi anh em nào chốt thì chốt giùm em là con Magu 320 nha anh em.
một con ha, Magu 320 1.6 triệu. Còn đây là một con Sindewa, Sindewa S26 anh em, 1.5 triệu ha, 1.5 triệu. Con này thì bán cho anh em 1.5 triệu anh em, ta lá dài, đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Hơi hám là giật ngon lành hết nha anh em, hơi là giật ngon lành hết em mới vào ha. Rồi 1.5 triệu Sindewa S26 nồng 34 ly. Còn đây là con máy, con máy đẩy nha anh em. Con máy cắt cắt cỏ đẩy nha anh em. Rồi con này thì là nó ra là cái bóp ở đây ha. Đây cái bóp ở đây. Đẩy là đẩy gì nha anh em. Này bây giờ mình để dành đó là mình cắt cỏ sân vườn nhà được là ok luôn. Rồi con này thì bán cho anh em là 1.2 triệu nha anh em, 1.2 triệu á. Nguyên cái chân cỏ chà bá lửa luôn, có ổ cước luôn, đầy đủ luôn nha anh em. Rồi con này là 1.2 triệu. Con này là Cosin nha anh em, Cosin ha, 26cc. Con này thì nó bị gãy hết cái tay bên đây nha anh em. Thì anh em nào về mình chế lại cái tay này giùm em ha. Chế giùm cái tay này giùm em. Công tắc là công tắc trên đây luôn. Rồi Cosin này em nghĩ là nó hàng là hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật ha, Cosin nè. Phải nói là trắng tinh, còn cực kỳ đẹp luôn, dây giật trắng tư luôn. Dây giật còn trắng tư như mới nha anh em. Rồi con này 1.2 triệu ha. 1.2 triệu anh em bán y chang hình vậy ha. Cái tay lái nó bị gãy nha anh em. Rồi 1.2 triệu, bánh xe rồi còn cực kỳ mới luôn nè. Bánh xe còn cực kỳ mới luôn ha. Rồi con này 1.2 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 12 anh em. Đây lô số 12 là lô Magu 20. Lô này phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ mới cho anh em luôn. Rồi lô này thì giá là 700 ngàn một cây anh em. Bao giật hơi tốt nha, bao đủ đồ cho anh em luôn. Magu 20. Rồi Magu 20 anh em, bao đẹp cho anh em luôn. Bao hơi tốt nha anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài hết ha. Tay lái dài hết luôn, tem mát đầy đủ nè. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Thiếu đầu bò thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ. Rồi tem mát luôn nha anh em, cực kỳ đẹp lô này. Magu Yamaha 20cc ha. Mấy cái dòng Magu này chạy cực kỳ ổn định luôn nha anh em. Và lại tiết kiệm xăng nữa. Nó thì là nó xài chế ga ngang quanh bờ gồ, mà lại thêm là lửa 260 luôn nha anh em. Cho nên nó là nó rất là thông dụng ha, hàng mới đều có thể lắp được dừa hết ha. Bộ chế là bình xăng con mới là mình có gắn vô dừa luôn nha anh em. Rồi Magu 20 ha, 4.9 triệu, 7 cây, 700 ngàn cây nha anh em. Bao là giật hơi tốt cho anh em luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi 700 ngàn cây nha anh em, Magu 20. Lô số 13. Lô số 13 là lô Magu 26cc nồng 34 ly, tâm liền nha anh em. Rồi Magu 26, tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em. Rồi lô số 13, 3.150 nha anh em, 1.050.000 ha. Rồi Magu 26 này thì em bà đã giảm giá cho anh em luôn ha. Thường là Magu 26 thì em bán là 1.150.000 nha anh em. Hôm nay em giảm giá em bán cho anh em là 1.050.000 Magu 26 luôn ha. Magu 26. Còn Magu 20 thì thường bán 800 ngàn anh em. Bây giờ là em bán cho anh em là 700 ngàn luôn. Hạ giá sát giá cho anh em luôn ha. Về cho anh em mình dễ dọn dễ bán nha anh em. Rồi lô số 13. 1.050.000 3 cây, 3.150 anh em, 3.150. Bao giật hơi tốt, bao đủ đồ. Rồi tiếp theo lô số 14. Lô số 14 là lô Tanaka anh em. Tanaka. Rồi lô này thì 500 ngàn một cây anh em. 500 ngàn một cây ha, hơi tốt luôn anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài, có một cái tay lái tròn ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 14. 3 triệu anh em, 6 cây. 500 ngàn một cây ha. 500 ngàn một cây Tanaka. Chế của nó là chế ga ngang anh em, ga ngang là đỡ tự động luôn. Chế ga ngang là đỡ tự động ha. Rồi 500 ngàn cây anh em. Lô số 14.
Tiếp theo là lô số 15. Lô số 15 là Sindewa anh em, Sindewa 2002 ha. Sindewa 2002 có một cây 2004 anh em. Tay lái của lô này là có một cái tay lái tròn. Một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 15. Lô số 15 anh em 750.000 cây, 5 cây là 3.750.000 ha. Sindewa 2002. Lô này thì có một cây 2004 anh em, có một cây 2004. Chế ra ngang hết anh em, chế là chế ra ngang hết ha. Rồi 750.000 cây. Lô số 16 là lô TU anh em. Lô số 16 là TU, Mitsubishi TU 26 ha. Mấy cái dòng TU này thì là nó tụt là tum gời hết nha anh em, tum là tum gời hết luôn ha. Mitsubishi TU 26. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn, tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi Mitsubishi TU 26 1.5 triệu cây anh em, 7 cây là 10.500.000 ha. 7 cây 10.500.000. Mitsubishi. Mitsubishi TU. Tiếp theo là lô số 17 anh em. Lô số 17 là hai con Echo ha. Echo 253. Hai con này phải nói còn cực kỳ mới luôn nè. Bình xăng lớn và trắng sáng nha anh em. Echo 253. Hai cây 1.6 triệu ha, 800.000 cây. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp theo bao đầy đủ nha anh em. Hơi hám ngon lành luôn. Echo 253. Hai cây 1.6 triệu. Còn đây là TU nha anh em, Mitsubishi TU 26. Sindewa. Tanaka. Đây là Maru 26 anh em, Maru 26. Còn đây là Maru 20, lô này còn cực kỳ đẹp, cực kỳ mới cho anh em luôn. Maru 20 anh em 700.000. Maru 26 thì 1.050.000. Tanaka thì 500.000. Còn đây là 750 anh em. Lô số 17, tiếp theo là lô số 18. Lô số 18 là Maru anh em, Maru 23, 24 ha. Maru 23, 24 anh em, lô này cũng còn cực kỳ mới luôn nè. Mấy cái dòng Maru nó rất là mới anh em, màu sắc sặc sỡ luôn ha. Rồi Maru 23, 24. Lô này 850.000 cây anh em. 10 cây 8.500.000 ha. Bao giật hơi tốt cho anh em luôn. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn ha. Tem mát đầy đủ. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Cái ống cần nó bị cong rồi, em đổi cho anh em ống cần khác ha. Tem mát đầy đủ rất là đẹp. Tay lái có một cái tay lái tròn nha anh em, có một cái tay lái tròn ha. Rồi Maru 23 nha anh em, Maru 23. Lô này 850.000 cây, 10 cây. Là 8.500.000 ha. Lô số 18. Lô số 19 là hai con Sindewa 2006. Nòng 34 ly anh em. 1.2 triệu một cây. Hai cây là 2.4 triệu ha, Sindewa 2006. Nòng 34 ly. 1.2 triệu. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 19. 2.4 triệu. Lô số 20 là lô Robincock nha anh em. Robincock ha. Lô này thì còn cực kỳ đẹp luôn, hàng mới về chiều hôm nay. Robincock nha anh em, bao giá rẻ cho anh em luôn. 550.000 một cây, 11 cây là 6.050.000 ha. 6.050.000. Lô này thì tay lái tròn, hai cái tay lái tròn nha anh em. Còn lại là tay lái dài ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Robincock nha anh em, Robincock ha. Lô số 20. 550.000 cây, 11 cây, 6.050.000. Robincock. Robincock nha anh em. Thiếu mấy cái nắp xăng rồi thì em sẽ để cho anh em đầy đủ ha. Nắp xăng, nắp bô e rồi. Sindewa 1.2 triệu. Còn đây là Maru 23 nha anh em. Maru 23 thì cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Maru 23. Rồi Maru 23 nha anh em, 850.000 cây ha. 850.000 cây. Lô số 21. Lô số 21 là lô Maru 26 nha anh em. Maru 26 xe nồng 34 ly, bao mới bao đẹp cho anh em luôn.
MU26 nồng 34 ly nha anh em. Rồi lô này thì 6 cây 6 triệu 3 ha, 1 triệu lấy 50 ngàn cây. Bao giật hơi tốt nha anh em, MU26 lô số 21. Lô số 21 nha. Rồi tem mát đầy đủ nha anh em, tay lái là tay lái dài luôn, lô này tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô này là lô số 21. 6 triệu 3 nha anh em, 1 triệu lấy 50 ngàn cây. MU26. Lô số 22 là MU 23 nha anh em. MU 23 gặt ghi màu vàng luôn. Cực kỳ đẹp, màu vàng tươi luôn nha anh em. Rồi lô này thì 850 ngàn cây luôn ha. 6 cây là 5 triệu 1. Lô số 22 MU 23. Hơi hám ngon lành nha anh em, bao hơi đủ đồ. Tay lái dài, tem mát đầy đủ nè. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. 850 ngàn cây nha anh em, 6 cây 5 triệu 1 ha. MU 23. Nguyên màu vàng luôn nha anh em, nguyên một màu vàng luôn. Lô số 22. Lô số 23 là xin đi qua đời mới anh em, 1 triệu 1 50 một cây ha. Nồng 34 ly. Nồng 34 ly, tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em ha. 1 triệu 50 một cây, 3 cây là 3 triệu 450 nha anh em. Xin đi qua đời mới. Lô số 23. Đây là lô số 24 nha anh em. Lô số 24 là lô MU 23 luôn ha. Đây lô MU 23 luôn. MU 23 luôn nha anh em. Lô này thì cũng đầy đủ đồ ha, ta lái có một cái ta lái tròn. 5 triệu 1 nha anh em, 850, 6 cây 5 triệu 1. Hơi hám ngon lành nha anh em, MU 23. MU 5 triệu 1. Tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp sẽ bao đủ cho anh em luôn. Lô số 24 nha anh em. Em quên quay mặt trước cho anh em. Đây lô này là lô số 21 ha. Lô này, lô này là lô số 21 nha anh em. 21 ha. Cực kỳ mới nha anh em. Rồi mà lò nồng 34 ly, 1 triệu đến 50 ngàn. Lô này là lô số 21. Còn lô này là lô số 22. MU 23. MU 23 nha anh em. Đây là lô số 23, xin đi qua. Còn đây là lô số 24. Rồi lô số 25 là MU 26 nha anh em. MU 26 ha. Còn cực kỳ mới luôn. Rồi lô này là lô số 25, 6 triệu 3 nha anh em, 1 triệu lấy 50 ngàn cây. Bao hơi tốt ha. Lô này giá quá xinh xò anh em ơi, ta lấy ra bóp zin không nè. Ta lấy ra bóp zin không. Tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp bao đủ nha anh em. Lô này lô số 25, MU 26, 6 triệu 3 cây. Ủa 1 triệu 50 ngàn nha anh em. 6 cây là 6 triệu 3. MU 26 nha anh em, 1 triệu lấy 50 ngàn cây. Lô số 26 là gô pin hộp nha anh em, 600 ngàn cây ha. 600 ngàn cây. Hai con nồng 34, một con nồng 32 ha. Con phía trên này nồng 32, còn hai con phía dưới là nồng 34 nha anh em. Rồi lô này 600 ngàn cây, 3 cây 1 triệu 8 ha. Ta lái là ta lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ nha anh em. Mấy con mà 25cc là nồng 34 nha anh em. Nồng 34. Rồi lô số 26. Gô pin hộp. 22cc nồng 32. 25cc nồng 34. 25cc nồng 34 nha anh em. Gô pin hộp. Còn đây là MU 26 ha. Lô số 25. Lô này phải nói là bao đẹp anh em ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Lô này là lô số 24 ha. Lô số 27 là Magu Yamaha nha anh em. Magu Yamaha 20cc nồng 30 ly ha, tum là tum gời hết luôn nha anh em. Rồi Magu tum gời 5 cây. 5 cây 4 triệu ha, 800 ngàn cây. Magu 20 tum gời. Tay lái thì là có một tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em. Lô số 27 800 ngàn. 5 cây 4 triệu. Magu 20. Thank you.
lô số 28 nha anh em. Lô số 28 là Sindewa 230 nha. Con này là Sindewa 250 nha anh em. Con này phải nói là bầu mới cho anh em luôn nè. Con này là bô rồi còn trắng tinh. Con này là 250 nha anh em. 250, một con 230, con 250 ha. Rồi 1.150.000 cây. Hai cây là 2.2 anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Tem mát đầy đủ, đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Hai triệu hai anh em. Ủa, 1.150.000 là hai cây là 2.3 anh em ơi, em ghi lộn nha. Hai cây là 2.3 ha. 1.150.000 cây. Hai cây là 2.3. Tiếp theo là lô số 29. Lô số 29 là lô Mitsu TL 23 anh em. Mitsu TL 23. Lô này là em thấy là tôm gời hết luôn ha. Tôm là tôm gời hết luôn nha anh em. Lô này mới về hồi chiều nha anh em. Mới về hồi chiều. Tay lái là tay lái dài. Tem mát đầy đủ luôn ha. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 2, số 29 này là 9.6, 1.2 cây. 8 cây anh em. Mitsu TL 23. Rồi 1.2 cây anh em, bao giật hơi tốt ha, ta lái là ta lái dài ha. Rồi em qua kho bên kia nha anh em. Rồi tiếp theo là lô số 30 anh em. Lô số 30 là Mitsu ha, TL 261. TL 26 thiếu cái elbow, em gắn vô cho anh em đầy đủ ha. TL 26, TL 261 nha anh em. Rồi hai con 26 và hai con 261 ha. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn. Tay lái dài hết nha anh em, đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Tum là tum gời hết luôn ha. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Rồi lô số lô số 230 anh em là 1.6 cây, 4 cây là 6.4 ha. Rồi bao giật hơi tốt. Nắp bô e bô lửa gì bao đầy đủ nha anh em. Rồi lô này 1.6 cây nha anh em. Đây là 26. Tiếp theo là lô số 31. 31 là hai con TB. Một con TB 24, một con TB 27 nha anh em. Mitsu 2.2, ủa 2.4. 2 cây. 1.2 cây nha anh em. 2 cây là 2.4. Tay lái là tay lái dài luôn ha. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 31 2.4 2 cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585. Còn đây là Magu nha anh em. Mấy hôm nay hàng về tấp nập ha, Magu còn nhiều. Rồi anh em nào mua số lượng Magu thì hãy đến cửa hàng của em là tại chợ xã Trung Hưng anh em, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Rồi xin chào tất cả anh em.